Phút bù thứ tư, khi tỷ số đang là 1-1, hậu vệ Ngô Đức Huy để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú đá của Trần Văn Trung. Trọng tài Trần Đình Thịnh lập tức thổi phạt nền cho Công An Hà Nội FC. Trên chấm 11m, John Play thực hiện chuẩn xác, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Ngay sau đó, trọng tài thổi còi hết giờ. Trận này huấn luyện viên Flavio Cruz ngồi trên khán đài, dù không bị án cấm chỉ đạo từ ban tổ chức giải. Thay ông hướng dẫn các cầu thủ là trợ lý Vũ Như Thành và giám đốc kỹ thuật Trần Tiến Đại. Điều này làm dấy lên nghi ngờ nhà cầm quân này có thể mất ghế do chỉ thắng một trong chuỗi 5 trận vừa qua. Trên sân, Công An Hà Nội FC không thể tạo thế trận lấn lướt, dù Nam Định thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Trần Nguyên Mạnh, Henryo hay Phạm Đức Huy. Tiền vệ Tân Binh Nguyễn Quang Hải đá chính trận thứ 6 liên tiếp từ khi đầu quân cho Công An Hà Nội FC. Tuy nhiên, anh vẫn mất tích ở khu vực giữa sân và phải rời sân ở hiệp 2. Đội khách thậm chí để Nam Định vượt lên phút 53. Minh Tuấn bật cao đánh đầu hạ thủ môn Philip Nguyễn sau quả đá phạt góc, nhưng đội chủ nhà chỉ dẫn bàn được 8 phút. Trong tình huống Công An Hà Nội phản công nhanh, cầu thủ Nam Định không lùi về để rơi vào tình thế 5-3. Sau đường tạt của Vũ Văn Thanh, Success không bị ai theo kèm, thoải mái khống chế bóng bằng ngực rồi đánh bại thủ thành Trần Đức Dũng gỡ hòa. Ngay sau bàn thua, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt rút Coutinho ra sân. Sau trận, ông cho biết thay đổi nhân sự như thế nhằm tăng cường thủ với mục đích kiếm điểm. Tuy nhiên, cổ động viên Nam Định không hài lòng, hô vang phản đối. Nhiều người còn bỏ về sớm. Trận này Công An Hà Nội FC buộc phải thắng nhằm duy trì cuộc đua vô địch với Hà Nội FC, Viettel FC hay Thanh Hóa FC. Tuy nhiên, họ tấn công bế tắc. Trận đấu trôi về những phút cuối và khi nhiều người đã nghĩ tới kết quả hòa thì Ngô Đức Huy để bóng chạm tay trong vòng cấm, giúp Công An Hà Nội FC giành trọn 3 điểm. Sau trận, nhiều cổ động viên Nam Định tỏ vẻ thất vọng. Một số người còn ở lại hô to đòi ông Vũ Hồng Việt từ chức. Với 31 điểm, Công An Hà Nội FC đứng thứ với 1 điểm kém Hà Nội FC. Ở vòng tiếp theo ngày 6 tháng 8, hai đội sẽ gặp nhau trên sân Hàng Đẫy.